cất cú bận na tâm ó mẹ có bài tiểu xin bận tài chế riêng đã đài phát thanh truyền hình tỉnh Kon Tum bên đài truyền hình Việt Nam ngày kỳ ó mẹ tâm bồn lường học trung bên trung bái nào tiểu Hồ Chí Minh chi bộ công an xã Đắk Long huyện Đắk Lây tỉnh Kon Tum ao chả chiêu xìm đã nét xâm xùm tâm lam và ngày đảng viên chú chiêu xìm chóc bái tum bần chiêu xìm clam rủ bái nào ra chú nói nhân kẻ sen ri đà khay xây bộ bon xùm công an xã cây má nét xâm tâm giả nhanh trang bay bình bàng chấp lỗ chú ló tôm cầu ở mẹ tiểu sen chi bộ công an xã Đắk Long chiên hầu đảng viên họp bấy tẹo kết luận chủ không mùi ngay dịch đầm khi đầm năm ba bộ bắp mùi đã bộ chính trị chỗ tổ an bấy tẹo chỉ thị không đầm đã bộ chính trị rủ dứt bà chỗ họp tâm bấy tẹo bất cờ trung bên trung bấy này đã bất hồ là trung đảng ân bấy đạp bấy giang xếp bộ bấy kra bấy giang đảng xếp bộ chi bộ để riêng an ngã sụ sai riêng xung đảng viên kra chỗ chính trị bất cờ trung bên chi bộ công an xã Đắk Long tẩy chú họp trung bên trung bấy hàng tiểu bắc hồ hà ba rủ họp chi bộ tâm to lõ cu vũ trung đàn năng bấy ra chứa tập thể tâm nâu ế học tẹo tâm sổ sen bấy ra nào tệ và bấy ra chú sổ sen bấy ra về học tập và nào học trung bên trung bấy hàng tiểu bắc hồ chi bộ ao chủ lõ bòn văn bản chương trình nghị quyết 5 năm tu bấy tiền lằng nàng tầm tiệt tiết tró tâm hàng bấy mà đảng viên văn dùn bấy tẹo bình bàn xã Đắk Long nhiệm vụ chính trị mà mỗi đảng viên chúng tôi thực hiện ở địa bàn xã Đắk Long viên tiệt tiết nào bấy đã công an xã chi bộ năng tôm tổ trung bên trung bấy nào tiểu bắc hồ tró tâm hàng bấy đã công an xã chú bon đảng viên bấy tẹo làm y đảng viên chiêu chim lâm nào bấy sang nào đùa bấy giang bấy bon làm màn tẹp lấy nung để chú đun sùi sổ sen đã an ngã sụ sai tại chú đảng tâm bon nào té còn anh xã bây dùng né gấp giả bá ôn bấy giang màu lèm tẹo năm lị ao nẻ đạc lần ý né xâm đảng viên mỹ giàu chi bộ công an xã năng tại lăng bấy sang nào bấy đã ế năng đùa bấy tôi xác định được là ao sen nào học trung bên trung bến hàng tiệm bốc hồ lâm môi bài học tró tâm tiệt tiết lân học nhẹ chú riêng trung bên ra tâm y bấy tẹo ta đủ đại đảng pháp luật đại nhị đạt tâm y ao bấy tẹo tiệt tiết nào bấy đại ế lâm môi bằng ngày công an xã ao lôm trú đòn bàn chăn bên chú nhưng lâm rơm chăn bên nào bấy lâm ngay đại bằng ngày dân chi bộ công an xã Đắk Long bấy tâm ban kẻ sen bom play bấy đổ ủy ban dân xã lõ bấy đổ chiên pu an ninh nhân dân đội dân play ha chinh play pin bàn xã chú bấy ra an ninh màu lem tâm đất chào ha bom play lâm chiên dứt đâm pu nhân dân kẻ sen ha chinh play tiếc là clam cơ đây diên chí của vị chức chinh tuân tác xã chứa đòn công an xã năng bấy tâm xung bộ đội biên phòng bấy tẹo trung đàn là đất đọp già dí của viết chết chinh ham hình là tầm ngày diện tham bằng ngày bấy lâm pù bấy tâm sum bằng ngày lâm đất đọp già dí mút rõ đền bàn chú bát to đủ bằng ngày giang play bấy tẹo giả nhân dân lâm play bấy nghiêm bò bấy nùng để tác để chiêu sọ ha bon mèn là tẩy đủ công an đó là bằng ngày lâm sụ sai nào riêng bôn trung bấy ra tự hóa tâm bấy giang xây bộ với nhấp bình nhũ nhân dân kẻ sen an ninh hệ đảo bên đồng bằng xã Đắk Long năng bấy ra nhân dân tại đổ công an xã chứa bất tương đổ chấp chú đã ranh phạt canh mã chiên chứa bằng ngày sụ sai bấy đổ nhân dân tầng anh em bên công an rất nhiệt tình bên dùn ná công an tiếc rình hết to đủ ô mẹ trung bái trà tâm tẩy đủ ô mẹ ven kẻ sen mềm là tâm bái ra an ninh làm play chú ô mẹ nhìn tên mọi ôm tàu khỏe cùng bà bà nâu đu xử lý chứ trên tâm nằm rõ chân tình là nói cho thật là sự thật là như thế bởi vì là từ các công an chính quy tâm công an chính quy đà xã tâm play oanh nghé giòn làm play năng chiên tuổi công an xã bái ra tâm play chú phạt làm bằng ngày sụ sai ngày oanh nghé play bút đích là làm tuồng phé play đích nếp nơ chân đảng nhị đạt chiên phé đổ công an chính quy đích lộ xôm chú hạ xã
Hà Bùng Y, công an xã Đắc Long, Bái Cà, Bái Giang, Tâm Vong Ban Ngành, Đoàn Thể, xã Lị Đào, Tâm Nức, Bái Giang, Bò Tò, Giạc Nhân Dân, Bái Tẹp, Bòm Lấy Nung, Đà Pháp Luật, Chú Nhân Dân, Đỏ Lăng, Nàng Vèn, Kẻ Xen, An Ninh Chính Trị, Màu Lèm, Né Xã Hội, Cầu Y, Lâm Nam Lần, An Ninh, Clam Play, Clam Mèn, Ná Lâm Play, Oanh Nghé, Nhân Dân, Pinh Đồn Bàng, xã, Nhìn Tên, Tác Bái Trà, Đệ Rẹ, Ca Bàl, Đệ Tẩy, Plọ Bàl, Năm Bà Ngài. Công an xã chiêu rèn tiết tiết lâm dân ná bái giang và tò ná công an xã tư tại chỗ mau lem chiêu trùng xây bộ giác trụ phao phế tổ chú an ninh mau lem quan văn bản chú phạt từ ngày có tâm ngày diện công an chính quy chú xã an ninh mau lem pin bàn và bái cà tiết là lâm chủ tôn phế trò dù lâm ngày đông bái để cà pin bàn và nào năng xin lịa ná nuôi chú cà phê và ngày dân nhìn tên địa diện tôn cà phê gà cơ tê trò dù về vụ thu hoạch cà phê thì người dân là an tâm vì không có hiện tượng xảy ra trộm cắp như những cái thời gian trước nữa. Xã Đắc Long, huyện Đắc Lây, Chiên Chinh Play, của bầu quan riêng về dứt khuôn và ngài con mòng biên cù hả xã Diên Trung là toát tâm tỉnh Atapu đã cộng hòa dân chủ nhân dân Lào rồi loi 37 km làm hầm lần công an xã Đắc Long bấy tâm bon đơn vị chiêu xen điệt tiết kham hiện là đã ranh tờ tết để đổ mút lõ đồn vàng sự sai quy chế là bấy kra hàng tết đỡ bị già dí covid 19 bấy đổ cấp ủy chính quyền xôn bấy kra chính trị tác bấy cha xã hội ham hiện là cầu y chân pin đã nhân dân tiệt đầy lý nào xã bên đầu chiền loài của bộ bể riêng hết ta lòng pét trăm y cà phê bể riêng bể dứt ta cao su của riêng thắm nấu hết ta lòng mon của riêng đắp đắm hết ta ruông bể riêng bà ta mơ nang bể riêng hết ta tâm sung phế bành loài chinh bộ bòm lên mùi bờ ngài pin bằng xã giả loài bà dứt muôn liền pin nằm tâm hàng bái giả công an xã Đắc Long giả bí thư tỉnh ủy chủ là sư tuần tâm ủy ban dân tỉnh chủ bằng khen năng bái cra trung đảng học trung bên trung bái nào tiểu bắc hồ 53 bộ bát ba việc thực hiện chỉ thị 05 nào bái theo chỉ thị 05 kể tiếp là kết luận không mùi đã ban chấp hành trung ương đảng học trung bên trung bái nào tiểu bắc hồ lâm y xung công an chi bộ công an năng bái cà năng bái đại lần đắc tài làm năm xung công an năng bái đi cà chúa bái tẹo trung bên trung bến hàng tại bắc hồ lâm y tiểu tờ năng bái tiền lằng chúa bái cà an ninh hò liềm hợp lầy ó mẹ tân công an nhìn tên ham mèn ngai miền ngõ mèn bà là riêng chi bộ công an tâm xung công an tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tâm năm nào bái giả chi bộ công an xã Đắc Long năng trụ lọ cu vũ chót no chú tổ an bái cra nào học trung bền trung bái nào tiệp bốc hồ làm đầy trú làm y chi bộ tổ an bái cra nào học trung bền trung bái nào tiệp bốc hồ tâm bái cra nào chú chính trị tâm bái nhắc bái nhủ phòng bà hai đơn vị tổ an bái cra bái giang bà tò bái tẹo trung bái dù dân trung bái cra tró tâm tiệt tiết đã ranh tờ năm bằng ngày trưa gây chú tùn bái ca loi tổ lâm bái giang tết xung hội mổ kẻ xuyên an ninh chính trị màu liềm hà sồn bái ca bòn làm màn tủ nhân dân trong thời gian tới để thực hiện lâm cơ đầy trú bái tẹo chỉ thị không đâm giả ca ngày đủ dưới và ngày bái tẹo lâm chi bộ tẩy đổ đảng viên chi bộ lâm rủ họp chi bộ lâm khe bon rủ họp giao bàn bè khè của rủ bể ngày của rủ đã đơn vị và lăng nào bấy trụ tâm đảng viên trong bon play chú đó làm rơm đạo mẹ tâm ý chú bấy ra anh hình màu lem pin bàn xã Đắc Long tâm lâm trung bấy ra tiền làng tự á tâm nặng học trung bên trung bấy này tiểu bốc hồ làm cái đề lệnh làm môi trung ra chú làm đảng viên công an xã Đắc Long bong bàn bên cà bấy hạt cà tâm kẻ sen cà nẻ đạc tâm chân bên oanh hé đà nhân dân.